Anh là Trần Quang Tranh, hiện tại năm nay anh 43 tuổi, hiện tại đang sinh sống tại số nhà 16 ngõ 81 phố Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Dạ vâng ạ. Vậy thì trước đây tiểu lượng của anh có tốt không ạ? Trước đây thì tiểu lượng của anh thì cũng so với cả bạn bè, đồng nghiệp trong những cái buổi liên hoan hội nghị sinh nhật thì anh thường thường là xếp vào loại hơi kém. Đấy, nên là chỉ cần là uống đến 2-3 chén đầu tiên thôi đã là anh đã cảm thấy là mặt mũi bắt đầu đã thấy nóng rồi. Cố thêm một chút nữa thì là anh sẽ chuyển sang cái giai đoạn mà mặt anh đã sẽ đỏ rừ nên như kiểu gà chọi. Đấy, Cố người ta thêm ví một như chút kiểu nữa gà chọi, thêm khoảng là tầm 2 chén nữa đi chẳng hạn đi, đúng không? Anh đấy, nếu mà đến cái tầm đấy mà anh mà cố thêm khoảng chén nữa chẳng hạn thì bắt đầu anh sẽ có cảm giác như kiểu mình hơi hơi nói nhiều lên một chút. Đấy, mình khó kiểm soát mà lại vui quá lại uống thêm mấy chén nữa thì anh bắt đầu anh cảm thấy là bắt đầu mình đã say say rồi đấy. So với cả mọi người thì anh cảm nhận thấy cái tiểu lượng của mình chỉ bằng 1/3 với cả bằng một nửa là cùng thôi. Trong những cái cuộc nhậu đó thì người ta vẫn còn đang vui vẻ thì mình đã say sưa lúc nào rồi không biết. Nhiều lúc là uống rượu về xong ấy là bản thân mình nó không 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 kiểm soát được, nên là cái kiểu mình cái hình dung như kiểu mình là nó hơi bê tha này, vợ con là gia đình cứ hay trêu bảo là mình là lát rượu. Đấy là vì là 10 lần đi uống rượu thì là cái để cả là 10 lần mình say đều phải là bạn bè đưa về. Đấy, mình như thế này nhiều lúc anh cũng nghĩ là thế tại sao lại mình cũng uống thế mà mọi người cũng uống vậy mà sao mình lại 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 say ghê gớm thế mà người ta vẫn về nhà vẫn cứ an toàn bình thường. Vậy thì nhiều lần say như thế rồi thì chắc là cũng có rất là nhiều những kỷ niệm gọi là cũng hơi xấu hổ một chút ạ. Vậy thì nếu không ngại anh có thể chia sẻ với mọi người về một cái kỷ niệm mà gọi là đáng nhớ nhất của mình không anh? Kỷ niệm thì trong cái uống rượu thì nó có nhiều lắm, nhưng mà nhiều lúc là vì mình say quá rồi nên là nhiều lúc là mình không nhớ được là mình đã đang làm cái gì trước đó, hoặc là mình nói cái gì, nên là mình cũng chỉ nghe là bạn bè hay là người ngoài hoặc là về đến gia đình là vợ con nói lại và anh hôm đấy anh về là anh say này anh nói lọ nói kia nó không đúng lắm. Đấy, nên là những lúc tỉnh táo thì anh lại nghĩ là thế tại sao lại 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 mình lại làm được những cái điều như thế. Còn nó về kỷ niệm uống rượu, có nhớ một hôm đó là buổi liên hoan công ty cuối năm đấy thì là anh uống rượu say quá, anh phải mọi người đồng đồng nghiệp là phải đưa anh về nhà. Vậy anh về đến nhà anh say quá thế là anh mới phi vào trong toilet, thế là anh ói, thế cuối cùng này tình cờ nào là anh lại ngủ luôn ở trong đó. Thế là vợ con mới biết được mới quay phim chụp ảnh lại để cho anh xem là và đấy anh uống rượu là nó có tình trạng của anh nó là như này đấy, bê tha quá đấy, đó là anh cũng thấy ngại quá. Thế là đến bây giờ thi thoảng vợ con nó cứ mở cho xem lại mình thấy. Uống rượu thì không ai muốn đấy, nhưng mà vì nhiều lúc là thanh niên con trai chẳng hạn đàn ông thì là trong những lúc công việc này rồi là bạn bè hội ngộ này hay là nhiều lúc là họp hành khách khứa này thì nhiều lúc là hay phải cần đến nhờ đến ba cái những cái bàn nhậu hoặc là những cái cuộc uống vài cốc bia cốc rượu để cho nó vui thăng hoa trong công việc. Đấy thì là nói thì nói vậy thôi nhưng mà mỗi lần anh uống rượu ấy là một chút thôi là bắt đầu là anh đã cảm thấy là da mình nó cũng hơi hồng rồi và sau khi đó là nó nổi mẩn ngứa hết cả hai cánh tay rồi bụng rồi lưng và sau khi đó là bắt đầu nó lên cổ và lên vùng mặt. Đấy. Và khi xong về thì bắt đầu mình nó mới ngứa. Đấy. Vì là anh thì anh nghĩ là cũng có thể là do cái rượu đó vào cho cơ thể mình nó sẽ làm cho cái chức năng gan của mình nó bị kém đi. Sáng hôm sau ngủ dậy ý, thì anh cảm thấy nó người nó lặng lề kinh khủng, đầu óc nó lặng lắm. Nghĩa là mình muốn bê người dậy mà mình cảm giác thấy mình không bê được. Đấy. Thậm chí là mình uống một cốc nước vào là mình đã muốn ói ra ngay tức thì rồi mà cả ngày nó không ăn được, không làm ăn được không làm được một cái việc gì, ăn không ăn được không muốn cả ăn nữa. Đấy, nó khổ thế. Em nghe nói là mình có một cái phương pháp mà giúp giải rượu rất là hiệu quả đấy ạ. Thì không biết là anh có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Tình cờ do một lần đọc bài báo thì anh phát hiện ra cái sản phẩm Bullion Gold. Đây, sản phẩm anh đang cầm đây do công ty của Mỹ với cả Canada sản xuất và được một đơn vị ở bên công ty Độ Cần phân phối. Đấy. Theo anh tìm hiểu thì được biết cái rượu
chất men của rượu khi nào vào cái cơ thể con người thì nó sẽ chuyển hóa từ aldehyde, và sau khi đó thì nó mới chuyển hóa về acid acetic. Đấy, mà cái aldehyde nào đó là cái chất để gây say và gây ngộ độc. Đấy, nhưng sử dụng cái sản phẩm body alcohol này thì nó sẽ bỏ qua giai đoạn chuyển aldehyde và nó chuyển thẳng về acid acetic. Đấy, vì nó sẽ không gây ngộ độc cho gan, cho lão và cho cả thận, mà thậm chí nó lại còn giải độc luôn cả chức năng của gan và thận, nên là nó rất là tốt cho những người sử dụng bia rượu. Cái sản phẩm này thì mỗi lần thì mình sử dụng thì trước bữa nhậu khoảng độ 30 phút thì mình sẽ uống khoảng độ 2 viên. Đấy, ví dụ như là nhiều lúc là anh nhậu nó lâu quá chẳng hạn, thì trong bữa nhậu đó anh uống thêm 2 viên nữa là nó sẽ giúp mình cái tiểu lượng của mình nó được tăng lên được gấp đôi. Đấy, mà những lần ngồi uống rượu thì nó cảm thấy tinh thần nó rất là thoải mái. Đấy, mình uống được nhiều hơn, mình làm việc nó chuẩn hơn. Một điều nữa là cái sản phẩm Body & Co này mà mình mà uống vào ấy thì là sáng hôm sau mà mình dậy ấy, thì là cảm thấy người nó rất là thoải mái. Đấy, nó không có một cái biểu hiện gì là còn là một người say rượu cả. Đấy, nên là mình vẫn đi làm cảm thấy là rất là bình thường sau một bữa uống rượu rất là say. Anh đã sẵn sử dụng cái sản phẩm Body & Co 2 năm rồi. Đấy, và anh cảm nhận thấy là sản phẩm của nó rất là tốt. Và những cái lần đi khám sức khỏe thì những cái chỉ số về gan hay là thận của anh là đều rất là tốt, và thậm chí là có thể là so sánh được với cả những cái người khỏe mạnh bình thường không sử dụng bia rượu. Vậy thì có lần nào mà anh quên không uống trước bữa rượu ấy ạ, mà đến lúc mình say rồi mình mới uống cái sản phẩm Body & Co này thì có hiệu quả nữa không ạ? Anh đã bị quên một lần rồi. Đấy, vì là sau bữa rượu mà anh cũng đã cảm thấy là người nó mệt mỏi lắm rồi thì anh mới nhớ ra cái sản phẩm Body & Co này. Đấy. Và là sau khi thì anh uống 4 viên Body & Co này vào thì sau khoảng 1 giờ thì anh sẽ cảm thấy là con người nó rất là dễ chịu, nó rất là thoải mái. Đấy, và sau khi đó thì anh sẽ về nhà một cách an toàn và nó không bị sợ đến cái những cái gì nó liên quan đến cái tai nạn về là những cái rượu riếc là mình không xử lý được. Dùng cái sản phẩm Body & Co này thì da riếc là nó là bình thường, nó cảm thấy nó không đỏ nữa, nó không mẩn lâu nữa. Đấy, mà nó không sẽ là hạn chế cái ngứa cực kỳ nhiều. Ngày xưa anh uống rượu anh rất là hay bị ngứa. Đấy, và bây giờ là gần như là nó hạn chế gần như là tuyệt đối. Đấy, anh cũng cảm thấy là tự tin. Thế là mỗi lần mà đi nhậu với cả các đồng nghiệp hay bạn bè thì anh sẽ uống được cái tăng được số gấp đôi lần. Nên là nhiều lúc về nhà vợ con với anh hay trêu là thế dạo này thì sao này, anh thấy anh không uống rượu mà bị say lè nhè nữa mà là vẫn tỉnh táo được về nhà. Đó là cái vui nhất của anh. Anh cũng nghĩ là mọi người, những ai mà uống rượu như anh chẳng hạn, mà phải đi tiếp khách mà uống quá đà chẳng hạn, thì nên có cái sản phẩm này đi theo mình.